trong việc sử dụng công thức lotion mắt. Em này là sữa rửa mặt ý dị với công dụng là làm sạch da, sạch bụi bẩn, bã nhờn, sạch cặn trang điểm và lớp kem chống nắng trên làn da của chị, giúp là da mình được thông thoáng hơn, giảm tình trạng mụn trên da. Thứ hai là em này có công dụng là dưỡng ẩm chuyên sâu, chống lão hóa làn da nhờ công thức lotion mắt. Công thức này sẽ giúp là hấp thụ dưỡng chất sâu và hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái công thức khác. Và em này còn hỗ trợ là làm trắng sáng làn da của chị chỉ sau 1 tuần sử dụng. Sản phẩm Hatomugi có nguồn gốc từ Nhật Bản. Sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm Kumano Hatomugi Cosmetics, công ty Kumano được thành lập vào năm 1952 thuộc công ty mẹ Kumano Yushi. Em này với bản thành phần tự nhiên gồm hạt ý dị giúp cấp ẩm, dưỡng da tự nhiên, ngừa mụn hiệu quả trên làn da và giúp là hỗ trợ chống lão hóa làn da của chị. Thứ hai là có HA và lô hội, hai thành phần này sẽ giúp là dưỡng ẩm chuyên sâu trên bề mặt da, giúp da mình cải thiện tình trạng là khô ráp hoặc là lão hóa da. Thứ ba là thành phần cuối cùng Myristic Acid, thành phần này sẽ giảm tình trạng tiết dầu nhờn trên da, se kích lỗ chân lông và bảo vệ da khỏi tác nhân bên ngoài. Sữa rửa mặt ý dị này phù hợp cho da khô và làn da thường, không dùng cho da nhạy cảm hoặc là da dầu mụn giúp em. Có độ pH đạt mức 9. Độ pH đạt mức 9 là độ pH khá cao trên làn da của chị, nên em khuyên là chị nào có làn da khỏe hẳn sử dụng giúp em. Nhưng đối với em đã sử dụng qua và đã trải nghiệm qua sản phẩm thì em thấy em này không kích ứng da và hỗ trợ làm sạch da cực kỳ hiệu quả luôn. Mời cả nhà bỏ vào giá hàng.